Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý 16.5 nha anh em. Rồi, khởi đầu với ngoại binh và cái lõi công nghệ nó rất là chất lượng. Đó là nhỏ những cái vỏ. Thì sau mỗi vòng đấu thì chúng ta sẽ hồi lại được hai máu và đồng nghĩa với thì nó rất là phù hợp để chúng ta chơi chuỗi thua ngoại binh phải không nào? Ê chà. Cũng Yugi này có cái trộm cắp vặt này tương đối con đấy, cố lên đấm cho em thằng Poppy thôi. Được rồi, ok, pha này thì tôi cũng không nhiều máu lắm, chắc tầm khoảng 6 máu mà mình lại hồi được hai máu rồi, cho nên là cũng không sao cả. Rồi đấy, tôi tính toán cả rồi anh em. Nghiện ngoại binh là anh em phải tính máu đấy, tính máu sao cho nó hợp lý và anh em còn combat chứ không là toang luôn. Trận này thì khởi đầu với ngoại binh perfect quá. Xem nào. Theo anh em là mình nên lấy cái gì đây? Lộng nhẹ thanh BF đi nhỉ? Xin nhẹ cái BF cái, tuy là nó một tiền nhưng mà nó có đồ ngon. Xin. Nhưng mà top 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 ra thứ hai này thì không thể nào mà đòi hỏi gì cao cao được anh em nhỉ? Xem nào. Ôi giời ơi, mình sẽ cho này lên đây 6 tiền, có nên úp cấp không nhỉ? Úp cấp thì nó lại bị, lại sợ bị thắng ấy. Chơi ngoại binh thì nó lại bị sợ thắng rồi anh em ạ. Ảo thật đấy, ai chơi mà bị sợ sợ thắng giống mình không? Chịu thôi, ngoại binh là bắt buộc phải chơi kiểu này thì nó mới gọi là chất lượng được. Đây 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 đấy, vừa thấy một con nghiện rồi đấy nha. Ai đây nào? Đó chính là sát thủ 35. Bạn này thì chơi trong đồ kết hợp với nhà tài phiệt 20 tiền rồi. Đội hình thì tương đối cứng. Có Gna về cả con Vex sớm này. Mình lại không đấm được thằng nào lại lắp đồ này. Chết dở. Lắp luôn áo cho gai à. Cay cay nha, cay nhăng sát thủ nha. Có giận gì hay không mình gặp mình lại lắp hết đồ thế này. Nhưng mà không sao. Chút nữa trả thù sau anh em ơi. Ông này lên cấp 5 sớm quá. À cũng không hẳn là sớm. Mình thì thích cũng không thích lên cấp 5 thôi. Bây giờ chả cho gì vào được. Y Lao Y2 này. Đây mình sẽ cho tạm con Caitlyn này vào đây. Cho đây thì anh em xếp qua một bên góc như thế này ấy, thì chúng ta gọi là dễ dàng đánh được một cái mục tiêu lớn hơn. Thì nó còn đỡ máu ấy. Chứ không mà anh em cứ xếp tản ra là mấy con tướng của chúng ta ấy, nó đánh linh ta linh tinh, đánh va vẩn thì nó gọi là giữ máu không ổn đâu, là đi sớm luôn đấy. Anh em xếp trụ lại như này giống mình này. Captain, đội hình của Captain thì chơi bốn sát thủ, càng đét càng đét. Em Blank hay quá nhỉ, cho em đúng một tiền đẹp trai luôn. Mình bán thêm được thanh niên Eco nữa thì nó gọi là ổn an luôn. 82 máu sau 3 trận thua liên tục thì mình gọi là tạm ổn đấy. Cái vòng quái này thì chúng ta cũng vẫn được hồi máu nha anh em nhé, hồi máu của cái nhỏ nhưng có võ nha. Cho thêm vi vào không biết là nó có mạnh quá hay không. Rồi, nhân tiện đây thì anh em nào đang xem thì hãy nhớ comment bất kỳ một cái ý tưởng của anh em. Ví dụ như là đội hình mà anh em yêu thích, những vị tướng cầm đồ dị chẳng hạn như là Vi này, Vi ba quyền trượng hay là ba kiếm súng hay là đồ thế giới gì đấy. Đấy. Cái gì đây, cái gì đây? Ấn, ấn. Ôi, không phải là ấn kìa, chán thế nhở. Nhân anh em, mình sẽ cố gắng trả lời hết những cái comment của anh em. Cho nên là anh em cứ mạnh dạn comment đi, có câu hỏi gì thì cứ hỏi luôn, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em luôn. 28 này, số này nó hơi bị khó chịu. 30 tiền thì nó là thoải mái hơn. Anh em nào mà yêu thích mình, muốn xem mình livestream thì có thể ghé thăm kênh phụ của mình nhé. Link kênh phụ của mình là KellyTFT, mình sẽ ghim comment ở bên dưới luôn, rất mong anh em ủng hộ. Chuẩn bị đổi nghề từ Grab sang làm stream, không biết là có stream được không.
Ôi trời ơi, mong gặp ông nào nó vừa phải thôi. Đội hình của chúng ta cũng tương đối ổn. Cảnh binh vì này tanh khơi trâu ấy, không biết là có ok không. Ôi giời, bạn này thì chơi dọc le à? Dọc le brand bar, alo. Nó tiến công đấy. Tiến công thì Gna cũng được. Gna thêm chút tiến công. Mà Gna 2 này thì hơi hơi bị quá đáng nha người anh em ơi. Brand bar pháp sư hai. Ui trời ơi, mắng chết thằng kia đi. Nhủ nha. Thằng Gna này trâu quá. Muốn trận thua rồi anh em ơi. Không sao, vẫn ổn, vẫn ổn. Thường thường là mình thua 5 trận ấy là chúng ta gọi là mất tầm khoảng 30 máu gọi là ổn. Nhưng bây giờ mình hơi hơi sâu quá. Chúng ta có Gna này. Gna nhưng mà bây giờ cũng chả cho và làm được cái tích sự gì anh em ơi. Giờ mà có Midforton thì thay vào vị trí của Queen ấy thì may ra là chúng ta còn có thêm được một chút chút xạ thủ nhá. Đố anh em biết cái lõi công nghệ tiếp theo là cái gì đấy. Đố anh em luôn. Mong là nó đừng ra cho mình cái nó liên quan đến ngoại binh ấy. Chứ ra là tôi cũng rất là thích đấy. Đông ta. Đội hình của Đông ta tương đối khỏe với con Singit giáp siêu linh. Offset. Có đấm được một thằng nào nữa hay không này. Ổn rồi. Ok Ilaoi. Vãi rồi, suy nghĩ nó bé thế là làm choáng hẳn ba con, lại thua đậm hơn. Ghét thật. Hay là giao cho mình cái lõi công nghệ đó, nó khổng lồ hóa đây. Rồi nha. 6 trận thua rồi nha. Thấy rồi nha Potato. À Potato. Đừng để tôi gặp nha. Xem nào. Yo what's up? Eo. Ngoại binh có 50% tỷ lệ cướp được một tiền khi hạ sát kẻ địch. Nó cũng gọi là tạm ổn. Lấy luôn. Trời liều luôn, ngại gì. Hay là Potato này. Căng đét này. Tạm thời cứ như này đi. Trận này mình khả năng mình sẽ dồn đồ cho Gangplank và là Midforton để chúng ta có thể lấp được một tiền sau khi mà kết mạng. Mà con Gangplank này, cái kỹ năng của nó thì thực chất nó đã có được cái đợt ở đấy rồi. Giờ có thêm 5% nữa mà chỉ cần ăn mạng thôi. Không biết là thằng em Gangplank lần này nó cho mình mấy đồ, à mấy tiền. Gangplank 2 rồi, cho nên là cũng hơi bị ngợp. Tôi là cũng hơi bị sợ thắng. 5 trận thôi anh em ơi. Ai đây? Lại là trộm cắp vặt. Đúng là Yugi 719. Rất là nhiều trang bị ạ. Rất khổng lồ. Bạn này tận dụng trang bị cũng tương đối ok. Một tiền đầu tiên. Hai tiền, ba tiền rồi. Úi dồi ôi, giàu rồi. Em Cường giàu rồi. Thua mà được ba tiền như này thì tôi cũng gọi là không thua. Nhiều máu quá. Vi này Orianna này, Zihin này. Đâu rồi? Mình sẽ lấy một cái cung đi. Trận nào thì cũng cần phải có một cái giết khổng lồ nha anh em nhá. Ai cha cha, 7 trận rồi nha. Nhanh nhanh nổ hũ cho con em còn làm chuỗi thua tiếp chứ anh Potato ơi. Chứ anh em mình mà gặp nhau thì gọi là sứt đầu mẻ chán luôn. Càng đét. Là solo à? Ok. Mong là sẽ không gặp sớm. Mình đang muốn tích gọi là 12 trận cơ. Diệt khổng lồ cái nhẹ đó. Đây Caitlyn. Cấp tạm mình sẽ cho thêm Queen vào đây. Nhưng mà đội hình của ông Potato này ổn ổn phết. Trận này có thể mình sẽ gặp sát thủ Harmony hoặc là Potato. Potato cấp 7 rồi. Update các kiểu vậy. Cấp 8 rồi. Ui, một phát up 2 cấp à? Căng, hình như anh ta muốn đổ hũ rồi. Mình lại không gặp, mình gặp sát thủ à. Được, đội hình của sát thủ thì tương đối tí hon nhưng mà có con Javan rất là trâu. Trận này nếu như mà mình thua thì
tuyệt vời ông mặt trời luôn. Uầy, lại nhiều tiền nữa. Cho thêm tiền nữa đây. Đồng nữa nào. Trời ơi, cái thằng Gna mặt nó to như thế kia mà không bắn đi bấm thằng mấy thằng vớ va vẩn. Ghét thật. Này vào đây. Này mình sẽ cho thêm hai liên xạ vào nhá. Cho cảnh binh vào sợ mạnh quá. Nhưng mà cứ cho đi. Quá là chút. Liên xạ. Giờ thì gank flank của chúng ta gọi là có thêm liên xạ thì khả năng sẽ ổn áp hơn. Sát thủ trộm cắp vặt. Nổ rồi. Potato nổ rồi. Ai đây nào? Đó chính là Harmony. Bạn này thì cũng dọc le luôn à. Nhiều anh em dọc le thế nhờ. Thi nhau chơi à. Bông này có hòm Pandoran. Đồ chuẩn. Được. Một tiền. Chỉ thêm đồng nữa đây. Trời ơi, thằng Kathleen cát mạng của mấy thằng ấy thôi. Thằng em ngoại binh thôi. Ok, thua 3 tướng. Chúng ta mất tầm khoảng 8 máu à. Ok, 8 trận thua liên tục rồi anh em ơi. 4 trận nữa. Mỗi trận trung bình khoảng 10 máu. Cái gì đây? Rồi, xong rồi. Khi anh bóp con bạch tuộc kêu. Anh em thấy cái bạch tuộc là phải check ngay quả dương cho mình. Là đảm bảo sẽ có thêm một Nico hay là gì đấy. Bạch tuộc kêu, bạch tuộc kêu. Nào, hãy ra cho mình những cái trang bị phù hợp cho Gangplank đi nào. Chơi Gangplank 3 cũng ok. BF ngon này. Nhiều tiền thế. Eo ôi. Dịch khổng lồ có rồi. Oh. V. Zihin. Seraphine. Này vào đây đây. 3 liên xạ, 3 ngoại binh. Chúng ta có thể lắp thêm một cái gì bây giờ đây. Một cái quỷ thư đi. Quỷ thư cho Lucian gọi là cũng ok nhá. Tại vì nó bắn lan ra nhá anh em á. Chứ không phải là không được đâu. Làm nhẹ thêm cái vô cực nữa nhỉ. Vô cực không? Chiến mẹ luôn. Ngại gì. Ây da, em chưa búng đồ hũ nha anh ơi. Anh này gì mà lên mới level 5 thế này. Anh Pháp Sư ơi. Lô. Ok ok. Thấy chưa anh em. Cấp độ không thể nào mà nói lên sức mạnh của người ta được. Anh em nhỉ. Không thể nào mà đánh giá cái vẻ bề ngoài cấp độ của anh ấy được. Đấy, mình gọi là hơi bị xem thường người anh em này. Sao gì luôn. 37 máu, 9 trận thua liên tục. Càng quá càng quá. Renata. Cái gì đây? Rồi ôi. Úp nhẹ phát cấp cái đây. Tạm thời là cứ cho như này đã. Mình bây giờ là muốn gọi là nó thua kiểu nở vời ấy. Không muốn bị mất quá nhiều máu anh em ơi. Bây giờ mất nhiều máu quá là đi không được nổ hũ luôn. Thua mang theo cái hũ này thì gọi là à, cực kỳ cay cú. Xem nào anh nào đây. Captain à. Ui, của thằng em Blitz sát thủ này có vẻ chiến đấy nhở. Ngoại binh là thứ gì đó thật là hãm lờ. Được. Coi thường ngoại binh hiểu không? Ok đó. Ui, 5 tiền đấy nhở. Thua được 4 tiền à. Nhưng mà pha này có vẻ đi hơi đau này. 11, 12 máu luôn. 10 trận rồi anh em ơi. Thôi rồi. Dây xì. Cho tạm vào đây đây. Yo, Zinix, trận này thì có vẻ như là liên xạ nó độ mình quá. Nhưng mà có Gangplank này. Trận này mình sẽ chơi Gangplank 3 nhé anh em nhé. Ire, oh. Mình có thể thua thêm 2 trận nữa cũng được. Nhưng mong là sẽ gặp ông nào yếu yếu thôi. Ai đây? Cái gì đây? Thôi xong giật rồi, ông này nổ hũ mà chơi cái gì đây ta? Nhiều năm tiền nhưng mà cái sao không biết gánh được không nhờ?
Cố lên Kai'Sa ơi. Kai'Sa ơi. Hay quá, và đây là trận thua thứ 11 trong ngày. Tuyệt vời ông mặt trời. Không biết là mình có thể đạt được cột mốc 12 trận hay không, nhưng mà với 21 máu thì khả năng là vẫn được. Nhưng mà như thế thì quá mạo hiểm. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái lượng tiền nó tương đối đã. Chúng ta có Zenith này. Đừng. May quá. Tưởng anh này lấy Zenith của em là em đau của mẹ tim luôn. Sốc sốc tim luôn. 11 trận rồi. Giờ nổ hũ cũng được nha anh em nhé, không phải là không được. Nổ luôn cho em Cường cũng ok luôn này. Cường muốn nổ hũ rồi đây. Mid for turn. Con này không chơi được này. Lại bạch tuộc à? Ủa, lại bạch tuộc à? Bắt đồ cho Zenith nha anh em ơi. Nó còn gánh team nhưng bây giờ là không cho anh Blank nữa đâu. Gánh Blank à? Bán này đi. Ui rồi. Gánh Blank 2. Bro cho vào đây đi. Tại vì nếu như mà chúng ta kẹp Vi với cả con kia thì nó sẽ mất đi cái hệ đối thủ. Rồi xong. Vậy là thất bại rồi đúng không? Senna. Dừng tay cho em một chút anh Senna ơi. Hay quá. Được. 11 trận thua liên tục để xem là chúng ta sẽ có những trang bị gì và những gì nào. Trận này thua nữa thì ngon anh em nhỉ, thật. Thua nữa thì ngon luôn. Huy hiệu đấu sĩ tụ điện mài dao. Chắc là mình sẽ lấy cái tụ điện để cho nó nhanh đi. Rồi bán những cái con ngoại binh đi nhá. Giờ là không chơi nữa rồi. Cho mấy thằng em. Ui gì đấy. Zenith 2 tự lên à. Ủa gì vậy. Hai Nico nữa. Hai Nico. Đã vậy thì ôm Nico luôn. Chơi liều luôn. Irelia, chúng ta có thể thay vào vị trí của con này để lắp đồ tạm nha anh em. Dịch khổng lồ có rồi, quỷ thư có rồi. Nhưng mà quỷ thư này sẽ cho Seraphine thì ổn áp hơn. Có bên này. Mình sẽ lắp thêm một cái diệt nữa. Và một cái vào trong gai đi. Cái này đồ lẻ, lắp cho Irelia để còn hack đồ. Giờ là không tiếc cái gì. Bậy nha. Cay thế nhờ. Vừa mới lên được Zenith 2 gọi là đang đang khoe mẹ tí. Ông này hất tung luôn. Ông này còn tiên tri anh em ơi. Tiên tri à? Tiên tri với chúng tôi này. Nhờ. Ok. Comeback thế nào? Nhanh tới đây nhân tới đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Cũng như anh em nào mà có yêu thích ở đội hình gì thì hãy comment cho mình biết. Anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì có thể gửi lời mời các bạn, link Facebook thì mình sẽ để bên dưới nha. Hai Nico à, xem được cái gì. Xem này, trận này cố gắng nuôi Zenith 3 cho anh em xem cho nó gọi là mãn cái đôi nhãn nhờ. Ông sát thủ cào cào thì cũng hơi mệt. Tôi chỉ sợ cái ông phong kiếm mà. Ông kiếm mới khó chịu. Chịu lại. Gì đây? Áo choàng bóng tối. Mình sẽ lắp cho Irelia. Còn cái này thì lắp luôn tụ bão đi. Còn gì nữa đâu mà khóc cái sầu. Lucian 2. Seraphine. Con Brain nhìn chất đấy nhở. Brain này nhìn có vẻ cực chiến luôn. Bên này thì Cocky 3 rồi. Thần tượng khổng lồ và Suco bố già. Mình thì chỉ có mấy cái lõi công nghệ Sida hoặc gà thôi. Nhưng bây giờ lại đã lên được 27 máu rồi. Xem nào. Copy của bạn này đồ rất là chiến. Xem Zenith của chúng ta đâu. Bay lên nào. Úi giời, úi giời. Tuyệt vời. Tính tiền cho Harmony.
ta đã giành vị trí top 8. Trong khi đấy thì MR Đông Tà đang đồng vị trí 27 máu giống y đúc mình. Zugi thì đã bị thọt xuống 16 máu rồi. Chứ bây giờ úp cấp 9 thôi anh em nhỉ. Potato này cũng căng đét này. Sát thủ Blitz sát thủ cấp 8 luôn. Senaba đến từ vị trí của Đông Tà. Đông Tà là người đã cho mình nổ hũ. Với Senaba thì chúng ta cũng hơi bị ngờ một chút. Nếu như mà Zenith của chúng ta bay vào vị trí của Senna thì tương đối nguy hiểm. Oh, chúng ta gặp Zugi rồi. Trộm cắp vặt nhưng mà anh ta đã bỏ đi dốc đồ rồi và kẹp thêm cái gì đây. Xoay bài sang CV công nghệ. Quá nhiều trang bị giúp cho người anh em này. Ui, một khả năng là đi luôn à. Toi rồi bạn ấy. Chưa đi, chắc một máu. Tầm khoảng 4 máu. 5. Thôi, chuẩn bị lên cấp 9 thôi anh em ơi. Giờ mình lại hồi lên 31 máu rồi. Được quá nhờ. Senna 3. Chúng ta không có những cái trang bị kiểu kháng hiệu ứng như là á tròn thủy ngân. Ôm Zenith anh em. Người xấu này. Việc nhà không lo đi lo, gọi là đi ôm người ta nha. Đông Tà nha. Ông Tà nghi gọi là thiên hướng gọi là tà đạo lắm. Đây rồi. Thiên hướng tà đạo này. Độc hành à. Phải đi Zenith. Úi giời ơi. Cái gì đây? Thôi xong thật rồi. Đúng là cái ác khi nào nó cũng có một cái sức mạnh. Nó cũng hơi bị vô đối. Nhưng mà trận này để xem là Cái thiện nó có đánh lại được cái ác không nhá anh em nhá. Bên này thì cào cào đang rất là vất vả với. Không được rồi. Quá khó cho Zugi. Alistar không thể nào mà đọ lại được. Chúng ta có JC for me. Có lấy được không? Ông ta lấy rồi. Chịu. Khoảng cách gần như thế thì nhỏ nhưng có vợ cũng không giúp cho mình được cái lợi thế hơn được. Lấy tạm cái tụ bão đi. Cay nha. Ây chà. Một ông có phong kiếm nữa đấy. Anh em cẩn thận. Chúng ta sẽ bán cái này đi. Cho cái này vào đây. Tamken, Zenith, Galio, Victor, Tamken, Irei 2. Hợp lý luôn. Kai'Sa thì cứ bắt để đây nha. Tamken thì chúng ta có thể giữ lại một chút. Đừng gặp ông này nha. Chưa gặp. Chút nữa mình phải check lại chút nữa. Bạn này thì Kai'Sa 2, Silco 2, thần tượng người khổng lồ, Alistar và Galio. Kai'Sa đồ rất là chất. Bạn này hình như cũng được nổ hũ này. Nhưng mà cũng phải thua trước Zenith 2 sao của chúng ta rồi. Cộng đồng tài kia rất là hên. Khi mà Zenith của chúng ta vừa bay xuống một phát ấy, thằng Senna nó vừa kịp bắn. Cho nên là may máu luôn, không kịp làm gì. Thằng Ken 2, Galio, Senna vào đây đi. Tạm thời mình sẽ bỏ đi một liên xạ và kẹp thêm 3 thần tượng cho Irei nó gánh đam hộ. Tam Gen 2, chúng ta có thể thay vào vị trí của JC không? Trận này khả năng cao mình sẽ gặp sát thủ. Vào giây cuối cùng thì mình sẽ thay đổi vị trí của Zenith. Không gặp, mà chúng ta gặp Cutton. Thay vì roll con Zenith, không roll con Irei. Dậy. Chỉ đạo và tôi rất là ghét mấy ông chỉ đạo này nha. Được đấy, chỉ đạo tí phải đánh cho rồi. Rồi xong ông còn đánh lại cái ông kia không? Cũng mạnh phết. Potato đã phải dùng cuộc chơi với vị trí top 5. Đấy à, một cái diệt khổng lồ nữa. Bắn con này đi.
Jerry chắc là cũng không chơi được anh em nhỉ. Có ai chơi Jerry không? Có bạn chơi Kai'Sa à? Seraphine thì thôi đi. Lần sẽ ôm 5 tiền 3 sao luôn. Thua thì thôi. Giết khổng lồ nữa. Trận này mình có 3 cái giết khổng lồ luôn ạ. Ảo ma thật. Nico đây, Nico đây. Tạm thời cho tao game, cho Tam Ken ăn vội nha anh em ơi. Đang nghèo lắm. Phong kiếm Seraphine. Cào cào. Này cho Tam Ken luôn nhá. Ồ, không có gì à? Bố bạn chơi JC rồi. Trận này mình sẽ gặp sát thủ khá là cao. Tại vì nãy giờ mình chưa gặp. Đổi không? Phong kiếm không? Tôi còn lạ gì cả ông nữa. Lạ gì nữa, bắt bài rồi. Bài rồi nha. Giờ thì ông ăn sao được tôi. Cứ rình rình mò mò thôi. Này thì tiền trì còn một máu à. Hơi khó chịu. Bạn này chuẩn bị lên được Mazaha 3 với các cháu gắt 3 nữa thì hơi mệt. Oh, Kai'Sa, Tam Ken, Ire. Oh, vậy là chúng ta sẽ có được Ire 3 sao à? Nhưng mà thực chất Ire 3 sao đối với mình nó quá là bình thường. Thực sự. Nếu như mà muốn cho anh em xem gọi là mãn đồ nhạn hơn thì chắc là mình sẽ bán Ire luôn nhá. Chút nữa mình bán Ire cho anh em xem luôn. Giờ nó cũng chỉ còn một con Tam Ken nữa thôi mà. Nó cũng gọi là cũng ngang không càng ngang nhau thôi. Giờ mà lên Ire thì phí hai cái Nico thực sự, thề. Thôi, xin top 3. À cao cao này, em cao cao này. Cao cao này hơi bướng này. Ok. 26 máu rồi. Mình đã được vị trí top 1. Ủa? Jerry. Bán game plan nhá. Zinic. Cho này vào đây. Từ từ đã. Cho này khả năng mình sẽ gặp bản sao. Và hai ông kia gặp nhau. Lại Ire này. Tam Ken. Oh shit, chúng ta có Tam Ken. Đúng là như vậy, sẽ gặp bản sao. Và chúng ta sẽ có được ok ok. Ok ông ơi. Captain này ổn áp này. Chuẩn bị cho xem Tam Ken 3 nhé. Trời ơi. Dí được bắn cũng lực quá nhở. Rồi nha. Captain chỉ còn một máu mà thôi. Thì xem nào, chúng ta có Kai'Sa và Jerry. Không có. Không có Tam Ken hay là Zinic gì cả. Nếu như mà có Zinic nữa thì mình sẽ lên cho anh em hai con. Còn không thì mình sẽ lấy cái phong kiếm này thôi. Lấy phong kiếm mà tôi cũng không muốn hất tung người ta. Tôi chỉ sợ người ta hất tung mình thôi. Đấy, sợ thế đấy. Ok, xem có Tam Ken nữa hay không nào. Ok, không có luôn. Bán JC luôn nhá. Hay bán Ire này đi. Ire này cho đồ luôn. Ngại gì nữa. Nó không ra. Tam Ken. 3 sao. Tuyệt vời. Xem cho ăn thằng em này đi. Ôi giời ơi, 890 sức mạnh phép thuật chứ bao nhiêu đâu. Bao nhiêu đâu. Thằng em Tam Ken cướp bóc. Bên này thì cũng cả bản sao của chúng ta rồi. Thằng em Tam Ken cướp bóc anh em ơi. Ui à. Ui à. Ui à. Cố lên, cố lên. Ây à, vẫn thua à. Ủa, gì vậy? À, này thì Tam Ken mà người ngói này. Ok ok. Cộng đồng tà đấy đúng là phe ác mà. Phe tà mà anh em ơi. Tà đạo, tà đạo.
Con này vào đây. Giác à? Thôi cho ăn thằng này luôn đi. Cái phép tà đạo này phải cho đi sớm thôi anh em ạ. Đâu rồi? Tụ bão, nó thêm cái tụ bão nào. Phong kiếm này. Tôi chấp không thèm lắp phong kiếm. Cho anh Tam Ken anh ấy còn thể hiện. Nãy đã bị khống chế chút đỉnh thôi. Giờ thì xem này. Một mình anh á. Chấp hết gió đông. Ôi giời ơi. Nút chừng luôn. Senna này đam to vết nhờ. Nhờn mặt này. Đi chưa? Ui giời ơi, còn một máu à. Ui nhiều đồ quá anh em ơi. Tụ bão xe ke. Còn gì nữa? Trận này mình có thể chơi Tam Ken 3 diệt khổng lồ luôn này. Hai vãi trưởng. Như này 4 đấu sĩ và 3 thần tượng. Tam Ken đấu sĩ thần tượng. Hết rồi, không có gì nick hay là gì nữa. Rồi. Hai áo choàng gai. Cho em cái hút đồ đấy. Hút đồ nào. Ui lại Nico nữa trời ơi. Quá nhiều Nico trong cùng một trận đấu. Siêu cố. Không còn gì nữa rồi. Hết nước chấm rồi. Mình sẽ sử dụng Nico sang cho ai đây. Không thể nào làm thêm được gì. Rồi xong rồi. Bất cần đời rồi. Chán thực sự. Úi xời ơi, đông tà này, phe ác này, phe ác này. Thôi chấm. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye anh em.